Lăng Hề mời Pì Nọng tỉnh bài then Ơn Bạc Hồ, bài then do Triệu Thị Mùi rú huyện Tràng Tịnh khẩn hanh then trường. Câu lạc bộ tức đàn tính và hạt dân ca xã Tân Mỹ huyện Văn Lạng khẩn hanh then trường thương Pì Nọng bài Mùa Hoa Lê, bài hạt do Nguyễn Cúc tạt cầm.
bộ hạt then tức đàn tính huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh khẩn hành then trường bài Bắc Quang Bắc Hoàng. Cốc say đồi trà ong, pè bóng đồi say mà cha xin đồi say teo. Bè lại khỉnh kênh á hương pháp cài bè lại cường kênh bóng xăm xe ba tường lửa nà phèm lao á thân bè xe ba tường quân á xin lao phái răng cờ khẩn song á phạt theo nam bèn đa ba khẩn song hàng theo sở tên a khẩn lăng a ma theo quan tên giang khẩn lăng a lử theo phán nằm cả ba nằm say lầy say cả ba say say thái quan an a pháp khẩn a mừng quan mừng a lào khẩn khai thảo quang a khẩn thảo a cài mong thư thảo na na khẩn thảo lử mó cổ không ni khẩu thảo a nan khuân a bang khai ni khẩu thảo quang khuân mân thảo bị xăm đông a tờ áo quang thảo quá hà đông lử áo nan quân đầy mẹ nàn cái bang xây kế đầy mẹ quang cài lẻ mẹ nàn kinh nhà on trắng đông mẹ quang kinh nhà nhung trắng ta phân tóc on nhà on nó cả khâu đẹp trời khâu cá lầu bê ru khâu khủy lai trăng chủ ngồi đây quang na na du đông tây nam bắc kho đến tì mây mang đông khăm nằm lấy du khủy đầm lấy on áo quang khẩn cây lê bóng an áo na na khẩn cây vàng hoa mẹn sống quang khẩn mưa ba nha nhung sống na na khẩn mưa đông nhà sao khoan lòng đuổi pháp lao say tin bi lòng đuổi say lao thôn chúng thôn kịp non kháng mình chúng thôn các gia đình hành phố lăng nghề mùa kỳ ngạo tình bài then điệu then phản xuân bài hạt sau phan muội thật cằm tốt then câu lạc bộ đàn và hạt phân ca xã Tân Mỹ huyện Văn Lạng khẩn hang then chiềng Thank you.
nghệ sĩ Đinh Quang Khải đã tạt cầm bài then quê hương, bài hạt so cấp then câu lạc bộ đàn và hạt dân ca của xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, khẩn hang then trường, thân pịt họng. Thank you.